sinh con ra thì mẹ phải chịu trách nhiệm chứ. Mẹ đừng có trách con. Bố con mẹ đã có một đứa trong ơn phụ nghĩa như em. Còn anh đã 30 mấy tuổi đầu rồi, suốt ngày moi móc tiền mồ hôi của ba mẹ. Tô Minh là người đàn bà độc ác nhất ở trên đời này. Lần này bà phải trút giận cho con. Con biết ngay mà. Hai đứa đều là con của bà. Bà không muốn nhìn thấy hai đứa tổn thương. Lúc trước dù con chịu ấm ức đến đâu, bà cũng không bao giờ đứng ra nói giúp con câu nào. Bà có nghĩ bà xứng đáng là một người cha không? Lo cho bà, chăm sóc cho bà, tôi có ai làm được. Vòng tay hạnh phúc, 19 giờ tối nay trên V-Dramas.